Chúng con hình dung tưởng tượng Chúa đang ôm các con và Chúa chờ đợi các con. Chúa muốn đi vào lòng các con. Không lẽ đi mừng sinh nhật bạn trai đem búp bê ăn mừng sinh nhật bạn, mình sẽ chuẩn bị cái món quà nào mà bạn mình thích? Lễ vật của con là hôm qua con được 10 điểm vật lý, đấy là những niềm vui của con dâng lên Chúa. Ma quỷ thì gian dối điêu ngoa, ngày đêm cám dỗ ta xa Chúa trời. Mùa vọng tỉnh thức em ơi, kẻo mà mắc bẫy đời đời trầm luôn. Quà con dâng Chúa là sông thẳng ngày, quà con dâng Chúa là vâng lời luôn. Con hân hoan đơn sơ sống chân thành với mọi người, con xin dâng hy sinh kết món quà kính dâng Ngài. Cha chào các con thiếu nhi buổi sáng. Ngày hôm nay là ngày Chủ nhật thứ ba mùa vọng. Chúng con còn hơn 10 ngày nữa sẽ đến lễ Giáng sinh, cho nên chúng con cần phải chuẩn bị tâm hồn. Trước hết đó là các con nhìn thấy các hang đá, rồi tối đến các con thấy ánh điện lấp lánh rất nhiều, rất là đẹp. Nhưng đó là những sự chuẩn bị ở bên ngoài mà Chúa muốn các con. Cái hang đá ở đâu mà Chúa muốn nhất luôn? Hang đá ở trong tâm hồn, trong lòng các con. Chính vì vậy mà các con có những thời gian chuẩn bị để chút xíu nữa sẽ tĩnh tâm. Và tĩnh tâm có nghĩa là gì? Tĩnh có nghĩa là tĩnh, tĩnh là chúng con hình dung tưởng tượng Chúa đang ôm các con và Chúa chờ đợi các con. Chúa muốn đi vào lòng các con. Tất cả chúng con thiếu nhi của giáo xứ Thái Hòa ơi, rồi tay đâu các con dành một tràng vỗ tay thật lớn để chào đón sơ Thao sẽ lên để chia sẻ với chúng con trong giây phút này. Dạ thưa sơ, sơ tên gì, sơ bao nhiêu tuổi, sơ đến từ đâu và sơ thích gì ạ? Dạ thưa cha, con tên là Maria Đặng Thị Thao, năm nay con 49 tuổi, con từ hội dòng Đa Minh Tam Hiệp. Và điều con thích là con rất là yêu mến thiếu nhi. Nhưng mà có một điểm mà làm cho con chưa bao giờ con nhìn thấy một đoàn thiếu nhi đông đảo như vậy, cho nên con đang rất là rung. Dạ, cảm ơn sơ nhiều. Chúng con thấy sơ dễ thương không? Ừ, các con cho sơ một tràng vỗ tay đi. Rồi, các con thiếu nhi của cha ngồi xuống. Xin Chúa chúc lành cho sơ. Xin Chúa Thánh Thần luôn bao phủ trên sơ và chúc các con một buổi tĩnh tâm thật sự tốt lành thánh thiện và một thánh lễ xuất sáng. Xin mời sư. Lời đầu tiên con xin chân thành cảm ơn cha xứ, cảm ơn cha phó đã cho con có cơ hội để đến đây. Con xin được chào tất cả quý cộng đoàn và xin được chào tất cả quý sơ đang tham gia cộng tác trong công tác huấn giáo của giáo xứ. Chào tất cả quý huynh trưởng. Và đặc biệt xin được trân trọng chào tất cả các em thiếu nhi bằng một tràng pháo tay. Vâng, xin cảm ơn các em rất dễ thương. Sơ mới đến giáo xứ lần đầu tiên mà còn thấy dễ thương như thế thì làm sao Chúa không thương được. Cho nên một tràng pháo tay nữa thật to dành cho các em để chuẩn bị chúng ta bước vào giờ chia sẻ hôm nay. Con xin được xưng với lại các em thiếu nhi, còn quý bà, quý mẹ hay là các bố có tham dự thì cũng hiểu cho con là con đang chỉ xưng với các em thiếu nhi mà thôi ạ. Sơ mới tới đây thì thấy cái đường đi vào trong giáo xứ không phải là một cái đường hẻm, nhưng mà con đường vào trong giáo xứ như một quốc lộ. Và đến đây thì thấy rất là đẹp, rất là tuyệt vời, và thấy cha còn khen những cái tâm tình của giáo xứ ở đây nữa. Thì sơ thấy đến đây không phải để nói, để làm cái gì, nhưng mà đến đây để học. Nguyên cái cách tụi con thưa với cha từ những cái cung kính mình, cung kính như thế nào, mình tôn thờ ra làm sao và mình lắng nghe lịch sự như thế nào. Đó là một bài học chính sơ đang học cha và đang học tụi con. Vậy thì sơ sẽ được hỏi các bạn vài điều. Khi chúng ta bước vào tháng 12 thì giáo hội có một đại lễ rất lớn. Đó là đại lễ gì vậy nhỉ? Mời con. Sơ là Noel.
đại lễ Noel. Cảm ơn con. Và để chuẩn bị cho ngày đại lễ Noel này thì giáo hội đã rất khôn ngoan, có một cái thời gian để chuẩn bị. Con có thể trả lời luôn cho sơ, đó là mùa gì không? Mùa vào. À, rất là giỏi. Đó là giáo hội đã chuẩn bị cho chúng ta có 4 tuần mùa vọng. Để làm gì? Để chúng ta chuẩn bị tâm hồn, nào là dọn đường, rồi đồi núi thì bạt xuống, rồi hố sâu lấp đầy. Như là trong mùa vọng thì giáo hội nhắc đến rất là nhiều tên của Gioan. Gioan mời gọi là đường quanh co thì uốn lại, gồ ghề thì san cho bằng, và hố sâu thì lấp cho đầy. Vậy mình làm bằng cách nào? Vậy giờ tụi con cầm cuốc, cầm xẻng đi ra ngoài kia để nắn, để sửa, để xem chỗ nào có cỏ, có cây, mình phát đi rồi. Có phải vậy không? À không, vậy thì mình làm sao? Cho sơ một cánh tay, rồi chút xíu nữa sơ sẽ tặng quà cho những bạn có những ý tưởng phát biểu. Mời con. Vậy mình không phải cầm cuốc xẻng thì mình làm gì? Xưng tội. À, con đi xưng tội. Bạn nào còn thêm ý kiến nào khác cụ thể? Được, không lẽ mình chỉ chuẩn bị tâm hồn mỗi đi xưng tội thôi? Còn ý kiến nào khác nữa không? Mời con. Sơ là dọn sạch tâm hồn, xưng tội và tĩnh tâm. À, đi xưng tội, tĩnh tâm, sửa soạn tâm hồn. À, xin chuyển cho một em phía dưới kia. Dạ thưa sơ, ở ngoài xưng tội dọn tâm hồn, ta còn phải rước lễ nữa. À, xưng tội, rước lễ. Rồi xin mời con. Đi lễ thứ năm. Còn ý kiến nào khác nữa không con? Mời con. Dạ thưa sơ là ăn năn thống hối. Ăn năn thống hối. À, cảm ơn tất cả những đóng góp, những ý kiến của tụi con đều đúng. Nhưng mà nếu chúng ta chỉ mỗi xưng tội, đi rước lễ, điều đó chưa đủ. Những cái đồi cao mình phải san là bằng cách là đôi khi mình đi thi đó, bạn mình điểm 10, tự nhiên mình điểm 9, mình không thích bạn đó. Mình bảo, trời ơi, copy á mà. Rồi bắt đầu là mình không có thích. Có không? Có không? Có, thấy chưa? Nhiều bạn gật đầu luôn nè. Rồi thấy người ta thành công, thấy người ta giỏi hơn mình, mình không có thích, bạt xuống. Rồi đôi khi, có khi nào tụng năm tụng ba nói xấu bạn không? Có không? Có luôn. Trời ơi, con nhỏ đó, nó ghê lắm đó. Thằng đó nó ghê lắm đó. Có không? Sửa lại. Những cái quanh cò lắt léo đó mình làm sao? Sửa lại. Uốn cho ngay ngắn từ trong tâm hồn của mình ha. Để làm chi vậy? Để chuẩn bị tâm hồn mình đẹp, chuẩn bị những cái món quà để dâng Chúa. Và khi mình tặng quà cho ai thì mình sẽ chuẩn bị cái món quà mình thích hay bạn mình thích? Mời con. Thôi sơ là bạn mình thích. Món quà bạn mình thích. Và ngày hôm nay sơ đến đây, sơ muốn chia sẻ với các con, mình sẽ chuẩn bị những món quà để tặng cho Chúa trong ngày sinh nhật, được không? Các bạn đã từng được cha mẹ tổ chức sinh nhật và mình cũng đã từng đi ăn mừng sinh nhật bạn, đúng không? Mình sẽ chuẩn bị cái món quà nào mà bạn mình thích. Không lẽ đi mừng sinh nhật bạn trai đem búp bê? Không lẽ đi tặng sinh nhật bạn gái mình lại tặng siêu nhân? Cho nên mình biết được là cái người mình đến tặng quà thích cái gì. Cho nên chuẩn bị tâm hồn của chúng ta. À, các con có thuộc 10 điều luật thiếu nhi thánh thể không? Thuộc không con? Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau là đọc 10 điều luật thiếu nhi thánh thể, xem là ai thuộc nhất nha. Rồi bắt đầu. Thiếu nhi thánh sáng chân mình, tôn sùng thánh thể ân tình Chúa ban. Thiếu nhi chẳng quản gian nan, tươi cười chia sẻ bình an với người. Thiếu nhi khiêm tốn vâng lời, nết na trong sạch cho đời tấm gương. Thiếu nhi trung thực mọi đường, chuyên chăm bổn phận yêu thương hết mình. Thiếu nhi mọi tối xếp mình, cầu cho nước Chúa an bình khắp nơi. Với 10 điều luật thiếu nhi thánh thể này mà tụi con sống được là tụi con rất là tuyệt vời đấy. Và tụi con đã thực hiện được những điều này cho nên tụi con đã thuộc. Hôm nay sơ muốn chia sẻ với tụi con 2 điều thôi. Mà cái điều lúc nãy là thấy cha đã nhấn đi nhấn lại,
đó là thiếu nhi thẳng thắn thật thà, rồi thiếu nhi vâng lời mẹ cha. Tại sao lại phải thẳng thắn thật thà? Thiếu nhi chúng ta nếu không có được cái sự trung thực, không thật thà, như lúc nãy Sơ ngồi ở phía dưới rất cảm động khi cha nhắc với tụi con là đi ngủ trước 10 giờ đúng không? Nhưng mà cha nói ai đi ngủ sau 10 giờ thì giơ tay, mà tụi con rất chân thành, rất thật thà và giơ cánh tay của mình lên, đã không làm đúng lời cha dặn. Và khi chúng ta ngủ không đủ, chúng ta sẽ thiếu năng lượng, chúng ta sẽ mệt. Và các con đã thật, rất là trùng với cái ý tưởng ngày hôm nay Sơ muốn chia sẻ với tụi con là thiếu nhi thẳng thắn thật thà. Bởi vì chúng ta sống với xã hội ngày hôm nay, nếu chúng ta có những người bạn, mà nhất là bạn thân mà nói dối mình thì mình làm sao? Để hứa sơ là tức. Con ấy giận. Con sẽ giận. Và mình tức, mình giận, mình không có vui khi mà thấy bạn của mình nói dối mình. Thì mình cũng phải làm sao? Đừng có nói dối người khác. Mà xã hội ngày hôm nay là gian dối lừa đảo nhiều không? Có những người còn không đau làm bộ, bó chân bó tay lại để làm bộ đau, để đi xin cái lòng thương xót của người khác, để người khác có thể cho mình tiền để mình sống. Rồi đến khi người ta nhận tiền xong, người ta tháo ra, người ta chạy nhanh hơn mình nữa. Đó, như vậy trong cái xã hội ngày hôm nay, cho nên cái việc mà thiếu nhi làm chứng về cái chuyện thật thà là rất là tuyệt vời. Sơ xin được kể cho các nghe một cái câu chuyện nói về cái lòng trung thực. Có một ông vua kia, khi mà mình đã già rồi và thấy mình cũng không có con, và vua muốn được truyền ngôi cho một người khác trước khi ngài qua đời. Và ngài đã triệu tập toàn dân tới và trao cho mỗi người một thúng thóc. Khi mà mọi người ai cũng đến lãnh, và có một cậu bé cũng đến lãnh một thúng thóc đem về để gieo. Và đến ngày hẹn tới thì ai mang về cho nhà vua nhiều thóc nhất thì sẽ được nhà vua truyền ngôi cho. Rồi đến hẹn lại tới, ai nấy trở đến rất là nhiều thóc lúa. Còn cậu bé mồ côi này cũng đến và có lúa không? Không có hạt nào hết. Đến làm gì? Với động tác quỳ xuống trước mặt vua và thưa: muôn tâu bệ hạ, con đã nhận thúng thóc về và con đã cố gắng hết mình tưới cho nó để chờ cho hạt giống nảy mầm trổ bông để thu lượm hoa trái dâng lên nhà vua. Nhưng con đã không làm cho một hạt thóc nào nảy mầm. Xin nhà vua có thể cứ phạt con. Và chuyện gì đã xảy ra? Những người xung quanh bắt đầu nói: trời ơi, chắc là cậu bé này sẽ bị phạt đấy, bởi vì không có làm cho hạt thóc nào nảy mầm hết. Còn mọi người thì đem đến bao nhiêu xe thóc. Và nhà vua đã đến bên cậu bé, cúi xuống vực cậu bé dậy. Tại sao vậy? Tụi con đã nghe câu chuyện này rồi. Dạ thưa sơ, là nhà vua đã luộc thóc trước rồi. Vì nhà vua đã luộc thóc trước. Còn có ý kiến nào khác không? Dạ là đã luộc thóc rồi nên không gieo trồng và những người khác mang thóc dạ đi. Rồi, cảm ơn hai ý kiến. Còn ai có ý kiến khác nữa không? Ngoài cái việc là đấy là nhà đã luộc thóc rồi. Rồi sơ mời con. Cho là vì cậu bé trung thực. Tất cả những ý kiến của tụi con rất là tuyệt vời. Xin chúng ta cùng dành cho tất cả các bạn trả lời nãy giờ một tràng vỗ tay thật lớn. Bởi vì sự thật là thóc nhà vua phát đã được luộc rồi. Mà luộc rồi có nảy mầm được nữa không ạ? Không. Và cái đáng quý nhất của con người đó là lòng trung thực. Mình thật thà, mình thẳng thắn. Mình làm được, nảy mầm được thì mình đem đến là có. Nhà vua mới nói tất cả những xe thóc kia, những bao kia là không phải do hạt giống ta đã phát, bởi vì đã luộc rồi. Và nhà vua đã truyền ngôi cho một cậu bé mồ côi đó vì đức trung thực. Chúa dạy chúng ta có thì nói có, không thì nói không. Thêm bớt điều gì là do ma quỷ mà ra. Vậy tụi con sẽ theo Chúa hay theo ma quỷ? Ai muốn
thẳng thắn thật thà theo phe của Chúa, giơ tay cao và nói con. Vâng, xin cảm ơn. Cảm ơn tụi con, tất cả các con đã hiểu được câu chuyện này và muốn theo Chúa. Còn ma quỷ thì làm sao? Gian dối, điêu ngoa, luôn luồn lách và cám dỗ chúng ta. Cho nên đừng ai dạy mà theo phe của ma quỷ nha. Chúa dạy chúng ta có thì nói có, và sự thật sẽ giải phóng các con. Có một cái bạn kia đi về nói dối bố, thay vì đi lễ cũng mặc đồ thiếu nhi thánh thể, rồi cầm theo một cuốn kinh thánh và một cuốn sách giáo lý. Nhưng mà bạn đó đến tiệm nét chơi, mà sơ biết được cái bạn này chuyện có thật. Rồi sơ có đến, sơ đứng đằng sau, sơ xoa đầu cái bạn đấy, thì bạn đó nói mẹ kiếp. Đến khi mà sơ quay lại, sơ nhìn bạn đó, Giê-xu Maria gì. Rồi bạn đó về xin với sơ, sơ đừng nói chuyện với ba mẹ con. Và đi về bắt đầu nói dối với mẹ. Con bị mệt, xong rồi con nghỉ, xong rồi con lại nói dối với bố. Nay thì nói với người này thế này, mai nói với người kia thế khác. Nói với sơ một đàng, nói với mẹ một nẻo, nói với bố một cách khác nữa. Như vậy là đã nói dối Chúa, nói dối cha mẹ, nói dối các anh chị huynh trưởng. Như vậy có lỗi không con? Có lỗi. Cho nên chúng ta khi đã làm lỗi, đấy là những cái hố sâu, đó là những cái quanh co của con đường. Chứ giáo xứ chúng ta đẹp lắm rồi, chúng ta không cần phải lo để sửa đường, nhưng mà sửa chính cái suy nghĩ, cái lời nói và việc làm của mình. Làm được không con? Những ai cảm thấy mình làm được? Làm được không con? Rồi, ai cảm thấy là mình từ nay về sau mình sẽ sống thẳng thắn, thật thà, giơ tay cao nói con. Cảm ơn các con. Và có một câu chuyện nữa nho nhỏ. Vào năm 2008, sơ đi giúp cho các em thiếu nhi ở một giáo xứ kia có 480 em. Và đúng vào mùa Noel thì là mùa thi. Sơ hỏi các em có bao nhiêu em trung thực trong việc làm bài, không quay cóp. Các em thử đoán xem có bao nhiêu em giơ cánh tay lên và nói con trung thực trong việc làm bài. 480 em thiếu nhi, chỉ có 3 cánh tay được giơ lên và nói con không quay cóp. Bởi vì xã hội ngày hôm nay người ta nói sao? Thẳng thắn thật thà thường thua thiệt. Nhưng mà có thua thiệt không? Nếu theo như cái câu chuyện hạt giống không nảy mầm thì thẳng thắn thật thà có thua thiệt không? Và Chúa nói sự thật sẽ giải phóng các con. Đúng không? Cho nên chúng ta nãy ở sơ đã thấy tất tần tật các bạn đã giơ tay lên và nói là con sống thật thà. Thật thà thì mình theo phe Chúa, còn gian dối là theo phe của ma quỷ thôi. Sơ mới chế ra một cái câu đó là ma quỷ thì gian dối điêu ngoa, ngày đêm cám dỗ ta xa Chúa trời. Mùa vọng tỉnh thức em ơi, kẻo mà mắc bẫy đời đời trầm luôn. Tỉnh thức, thẳng thắn, thật thà để theo phe của Chúa. Được không? Làm được không con? Rồi cố gắng làm ha. Và sơ cùng với tụi con qua cái điểm thứ hai là thiếu nhi vâng lời mẹ cha. Đó là điều thứ 5 trong 10 điều luật của thiếu nhi chính thể. Thiếu nhi vâng lời mẹ cha và hết những vị chỉ huy của mình. Vâng lời dễ hay khó? Dễ hay khó? À dễ. Có ai thấy vâng lời là khó không? Thôi thiếu nhi tuyệt vời quá, một tràng pháo tay cho thiếu nhi. Thấy ai cũng nói là dễ. Vỗ tay to và dài khen cho mình, bởi vì mình đã thấy vâng lời là dễ. Đôi lúc có thể cũng sẽ gây cho mình cái cản trở, gây cho mình cái sự khó khăn. Bởi vì là sao? Vâng lời là mình phải bỏ mình, đúng không? Thí dụ như lúc nãy, bình thường tụi con có thể thích ngồi ngoáy qua ngoáy lại, nói chuyện tới nói chuyện lui. Nhưng mà vì vâng lời, vì ngoan ngoãn cho nên mình ngồi nghiêm túc, mình ngồi đàng hoàng. Đấy cũng là hình thức vâng lời. Mà khi các con nói nhỏ mà mời các con nói lớn lên thì các con cũng phải hy sinh. Có những bạn là không thích nói, nhưng mà mình lại vâng lời để mình nói lên, để tiếp thêm năng lượng cho những người xung quanh. Là mình phải bỏ mình, đúng không ạ? Hoặc là sáng ngày hôm nay có một người bạn, mình đi ăn sinh nhật,
Hôm nay là đúng là ngày 13 tháng 12, cái bạn đó là sinh nhật, bạn đó mời mình. Nhưng mà nếu bây giờ mình không vâng lời cha mẹ, mình nói con sẽ đi ăn sinh nhật bạn, nhưng mà mình phải biết được đi ăn sinh nhật bạn thì không đi tĩnh tâm được, không đi lễ được. Và điều đó thì là điều Chúa không vui. Mà khi chúng ta đang chuẩn bị quà dâng Chúa là chúng ta biết được Chúa thích cái gì. Chúa thích cái gì chúng ta tặng Chúa cái đó, phải không ạ? Cho nên Chúa rất thích chúng ta vâng lời, bởi vì không ai khác, chính Chúa của chúng ta đã vâng lời cho đến nỗi chết treo trên thập giá. Không một mảnh vải che thân, vì vâng lời Chúa Cha. Và trong thư Do Thái chương 5 có nói là Chúa cũng phải trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là vâng phục. Nếu mà vâng lời trong cái chuyện dễ hợp ý mình thì dễ. Nhưng mà khi mẹ nói là con ơi hôm nay nhớ ở nhà quét nhà, lau nhà cho mẹ đã nha. Nếu mà con thương mẹ thì con làm rất dễ. Nhưng mà con không thương thì con sẽ làu bàu cầm cái chổi mà tưởng chừng đang lăn cối đá. Chúng ta thương mẹ, thương bố, hoặc chúng ta thương Chúa, chúng ta thương cha xứ, thì chúng ta sẽ có một cái tâm tình là chúng ta sẽ sống ngoan để trở thành một người con ngoan trong gia đình, trong giáo xứ, trong họ đạo của mình. Và tôi thấy hầu hết các bạn trai, các bạn gái nhìn tới nhìn lui thì các con đều nói là vâng lời dễ, tạ ơn Chúa và chúc mừng tụi con vì tụi con đã bỏ được ý riêng nhờ sự đời sống tốt lành của ba mẹ các con và nhờ sự hướng dẫn tận tình của cha xứ mà tụi con đã biết bỏ ý riêng để vâng lời cho dễ. Đấy là một cái điểm đáng mừng cho tụi con, bởi vì sơ cũng đã từng hỏi chỗ nọ chỗ kia thì các em nói là vâng lời rất là khó. Khi chúng ta yêu thương, khi chúng ta chân thành thì chúng ta sẽ cảm thấy điều đó là dễ. Theo gương Chúa Giêsu, Chúa rất thích và Chúa có sinh ra trong hang đá, trong chuồng bò cũng là vâng lời. Đức Maria cũng đã vâng lời. Ba mẹ các con đã vâng lời. Các anh chị huynh trưởng quý sơ mà sơ đến đây cũng vâng lời. Cho nên tất cả tụi con cũng vâng lời để chúng ta kết thành những món quà. Chúng ta mừng sinh nhật Chúa. Và một cái điểm tiếp theo khi chúng ta đã làm được hai việc, đó là chúng ta thành thật, chúng ta đã vâng lời, thì bây giờ chúng ta gom lại những cái đó lại. Chúng ta sẽ trau chuốt như thế nào đó để tạo thành một cái món quà thật lung linh, thật dễ thương, thật đẹp để chúng ta mừng sinh nhật trong ngày 24 sắp tới. Có thể từ trước tới nay là tụi con đã làm, nhưng mà tụi con chưa có nghĩ đấy là quà. Nhưng mà ngày hôm nay nguyên tụi con đang ngồi ngoan trong nhà thờ ở đây là một món quà. Bởi vì Chúa đã trở thành một món quà quý giá, một món quà vô giá hiện diện giữa chúng ta để cứu độ chúng ta. Thì chúng ta cũng hãy trở nên một món quà tuyệt vời cho Chúa, là chúng ta đã trung thực, là chúng ta đã vâng lời. Sơ thấy là có một số phụ huynh, không phải xứ tụi con đâu, ở chỗ khác có những phụ huynh nói là sơ ơi, bây giờ chúng con rất khổ tâm trong việc giáo dục con cái. Ngày trước còn nghèo về vật chất hạn chế, nhưng mà gọi thì con dạ, bảo thì con vâng. Nhưng bây giờ không phải như vậy đâu. Bây giờ kinh tế vật chất khá hơn nhiều, nhưng cái việc mà con có thể vâng lời cha mẹ, gọi dạ bảo vâng là chuyện rất khó. Cho nên xin sơ cầu nguyện, xin sơ gặp gỡ em đó để giúp. Và thậm chí có những em bỏ nhà ra đi vì không vâng lời, không chấp nhận được những lời sửa dạy của cha mẹ. Nhưng tạ ơn Chúa đến đây thì thấy tụi con trong giáo xứ này rất đông, nhưng mà tụi con đã cảm thấy là vâng lời dễ. Đó là một món quà vô giá, đó là hồng ân của Chúa đang đổ tràn trên giáo xứ và đặc biệt trên đoàn thiếu nhi này. Cho nên chúng ta kết những món quà dâng Chúa. Vậy bây giờ sơ hỏi thêm một câu nữa. Khi tụi con đi lễ chủ nhật, lễ thứ năm, những ai đem lễ vật, tụi con đi, tụi con có đem theo lễ vật không? Những ngày lễ hàng tuần, các chủ nhật hàng tuần vào ngày thứ năm, tụi con có đem theo quà dâng Chúa không? Có không con? Con đem cái gì? Làm tốt của con. Cảm ơn con. Con đã chuẩn bị những việc làm tốt của con. Xin một tràng pháo tay cho em. Đi đến để dâng Chúa là việc làm tốt của mình.
Có thể sẽ có rất nhiều bạn và nhiều ý tưởng các con sẽ đem những món quà cho Chúa. Sơ xin được nói luôn, mỗi ngày các con có thể đem theo những món quà. Ví dụ, ngày hôm qua con mệt ơi là mệt. Ngày hôm nay thấy mình khá hơn, mình đến nhà thờ để mình dâng thánh lễ thưa Chúa. Ngày hôm nay lẽ ra con còn mệt lắm con ở nhà, nhưng mà con cố gắng, con đem cái sự cố gắng của con đến, con dâng lên Chúa, con đặt lên trên đĩa thánh trên bàn thờ đó, để Cha thánh hóa, Cha dâng lên Thiên Chúa, và nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần thì tụi con sẽ được Chúa đón nhận những cái lễ vật đó. Và tụi con đi thi, tụi con được 10 điểm, tụi con được 9 điểm, tụi con điểm cao, được cô đánh giá cao. Cảm ơn Chúa, lễ vật của con là hôm qua con được 10 điểm vật lý, con được 10 điểm toán, con được 8 điểm văn. Đấy là những niềm vui của con dâng lên Chúa. Hoặc đôi khi ba mẹ mắng, thưa Chúa hôm nay con buồn lắm, hôm qua con bị mẹ con la, con bị mẹ con mắng, nhưng mà con không có buồn, bởi vì mẹ con thương con cho nên mẹ con nói như vậy, cho nên con đem lên làm quà lễ vật dâng lên cho Chúa. Và chúng ta có cả một cái thời gian, bao nhiêu năm là bấy nhiêu mùa vọng, chúng ta hãy kết tất cả những hy sinh, những nỗ lực của mình thành những món quà để chúng ta dâng lên Chúa, không chỉ trong ngày sinh nhật, và sơ nghĩ là tất tần tật mọi ngày, từng giây phút mình có thể gom lại, mình buồn, mình mệt, mình thành công, mình thất bại, hoặc là cảm ơn Chúa hôm nay là ngày sinh nhật của con, có nhiều bạn chúc mừng con vui lắm, con cảm ơn Chúa, con dâng lên Chúa cái món quà đó, cái niềm vui của con Chúa ban cho con. Được không con? Đừng có đi tay không. Mỗi ngày đi lễ đem theo lễ vật, không phải là móc trong túi ra 5.000, 10.000, nhưng mà là tất cả cái tấm lòng của mình, là cái niềm vui, là sự vâng lời, mà thậm chí đôi khi không làm chủ được mình đã cãi lời mẹ, thì cũng nói thưa Chúa con xin lỗi Chúa, hôm qua con đã cãi lời mẹ con đã cãi lời anh con, làm cho anh con buồn, con xin lỗi Chúa. Và con dâng cả những cái lời mà con cãi bố mẹ con như vậy, con dâng lên Chúa, xin Chúa giúp con từ mai không cãi lời cha mẹ nữa. Được không ạ? Rồi khi các con rước Chúa vào lòng của mình rồi, thì hãy đối xử tử tế lịch sự với Chúa. Mình hãy đối xử tử tế với Chúa. Mình rước Chúa xong mà mình không nói chuyện với Chúa, không tạ ơn Chúa, không thờ lại Chúa, không cảm ơn Chúa, mà mình chia chí tùm lum, đó là nói giống như là Chúa ơi, ở yên đấy nha, con còn phải đi ra bên kia kìa, nói chuyện với cái bạn kia, à chút nữa mình về đi ăn sinh nhật bạn, à mình đã có quà rồi, hoặc là mình chưa có quà, hoặc là mình họp lớp, à, những cái như vậy. Không nên, hãy đối xử tử tế lịch sự với Chúa, đó là những món quà tụi con đã dâng Chúa. À, tất cả những nỗ lực của tụi con, với tất cả những hy sinh của tụi con, với tất cả những cái gì mà cha xứ cũng như ba mẹ tụi con đã hướng dẫn và giáo dục cho tụi con lớn và trưởng thành cho đến ngày hôm nay, thì tụi con hãy dùng tất cả những cái gì từ ngày tụi con có trí khôn, từ ngày tụi con biết cho tới bây giờ, thì tụi con hãy gom lại thành những món quà dâng lên cho Chúa trong ngày mừng sinh nhật Chúa và trong suốt cuộc đời của mình. Sơ có một vài cái câu hát từ cái bài hát là Đàn Gà Trong Sân. Quà con dâng Chúa là sông thẳng ngày, quà con dâng Chúa là vâng lời luôn, con hân hoan đơn sơ sống chân thành với mọi người, con xin dâng hy sinh kết món quà kính dâng Ngài. Chúng ta cố gắng, thiếu nhi là thẳng thắn thật thà, thiếu nhi vâng lời mẹ cha, thiếu nhi tặng quà cho Chúa. Với những cái tâm tình đó, kính chúc và ước mong cho cả cộng đoàn, đặc biệt là các em thiếu nhi, món quà không chỉ dâng Chúa trong ngày sinh nhật, nhưng mà chúng ta sẽ dâng Chúa bằng cả cuộc đời, bằng tất cả những đức tính tốt lành như 10 điều luật thiếu nhi thánh thể mà tụi con vẫn đọc hàng ngày, để chớ gì Chúa được lớn lên và Chúa cũng được lan tỏa trong cái môi trường học đường, trong môi trường gia đình và thôn xóm của tụi con. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý cộng đoàn và đặc biệt là quý sơ cũng như là các trưởng và các em thiếu nhi đã lắng nghe, đón nhận tâm tình chia sẻ của con, và xin cảm ơn.